Xin chào tất cả mọi người, video hôm nay nói về một bộ phim được nhiều người quan tâm và thảo luận sôi nổi, phim mới của Nicolas Cage, một bộ phim về việc búp bê giết người. Một chiếc xe lạ dừng trước cửa nhà hacker, khi cô xuống lầu để kiểm tra, người trong xe đã đi vòng ra phía sau tòa nhà và đang bắt chước tiếng chim cu gáy một cách đầy ẩn ý. Hacker lần theo tiếng gọi, đó là một người đàn ông có vẻ ngoài kỳ quái và dị hợm. Birthday girl. It seems I wore my long legs today. What happens if I... Sau đó, bộ phim đi vào phần chính. Câu chuyện từ từ được hé lộ thông qua 3 chương. Chương 1, lá thư từ hắn. Khi lớn lên, hacker trở thành đặc vụ mới của FBI. Hôm nay, cô và cộng sự được cử đến điều tra một gia đình ở một khu phố, truy tìm một tên sát nhân. Sau khi xuống xe, hacker đột nhiên có một linh cảm mãnh liệt. Cô cảm nhận được tên sát nhân đang ở trong căn nhà số 3525 phía trước. Theo lý thuyết, họ cần phải gọi viện trợ, nhưng suy cho cùng cô đang dựa trên linh cảm. Người cộng sự sợ phán đoán sai, vì vậy họ quyết định đến đó để xác nhận trước. Kết quả là... Hacker vội vàng rút súng và đuổi theo lên tầng 2. Cô thấy cả phòng đều được phủ bằng vải nhựa. Tên sát nhân ngồi xổm trước giường ở tầng 2, giơ tay đầu hàng. Sau đợt vây bắt này, cấp trên đã chú ý đến khả năng ngoại cảm của hacker, nên tiến hành kiểm tra và thấy rằng cô khả năng ngoại cảm nhưng không mạnh. Và cấp trên của cô là Carter, đã sắp xếp cô tham gia nhóm điều tra vụ án. Thực ra, đây là một vụ án mạng gia đình hàng loạt kéo dài 30 năm, liên quan đến 10 gia đình, 10 ngôi nhà. Mỗi gia đình đều có người cha đột nhiên nổi cơn thịnh nộ và giết người, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, giết sạch gia đình rồi tự sát. Hơn nữa, 10 hung thủ trong vụ án đều nhận được một bức mật thư có chữ ký là long le, nội dung được viết bằng chữ mã hóa, đều cùng là một người viết và hiện vẫn chưa được giải mã. Qua điều tra, cảnh sát cũng phát hiện ra một điểm chung giữa 10 gia đình nạn nhân này. Mỗi gia đình đều có một cô con gái sinh nhật vào ngày 14 và vụ án đều xảy ra vào tháng sinh nhật của họ. Nhưng chỉ có một vụ xảy ra vào đúng ngày sinh nhật. Vì vậy, hacker đã nhận tài liệu vụ án và bắt đầu phân tích và nghiên cứu từng cái một. Nhưng cô không hề hay biết rằng trong khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, trong góc phòng phía sau cô, một bóng đen hình đầu dê đã lóe lên. Sau đó, hacker tổng hợp thông tin hiện có và phân tích rằng không có dấu hiệu đột nhập nào trong vụ án, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người ngoài đã từng ở hiện trường. Tất cả hung khí đều là đồ dùng trong nhà. Nói cách khác, long le không những không tự mình ra tay mà thậm chí còn không đến hiện trường mà đã thực hiện thành công những vụ án này. Nghe xong phân tích, cảnh sát trưởng Carter không khỏi nghĩ đến tên sát nhân hàng loạt Manson. Nhưng người này có gia đình Manson trợ giúp, chẳng lẽ long le cũng có đồng bọn? Nói đến đây, cả hai chuẩn bị tan làm. Carter đã uống rượu nên bảo hacker đưa ông về. Đến nơi, ông mời cô vào nhà ngồi chơi. Hacker là người sống khép kín, không giỏi giao tiếp. Khi vào nhà, cô rất ngại ngùng. Con của Carter là Ruby đã kéo cô nói chuyện nhiệt tình. Cô bé có vẻ rất hứng thú với công việc của hacker. Trước khi rời đi, Ruby còn nói rằng cô bé muốn mời hacker đến dự tiệc sinh nhật của mình vào 2 ngày sau. Khi hacker về đến nhà, trời đã khuya, xung quanh nhà tối om, có tiếng động lạ phát ra từ đằng xa, nhưng ngay sau đó đã yên tĩnh trở lại. Hacker vào nhà gọi điện cho mẹ, phải một lúc lâu sau bà mới bắt máy. Cô kìm nén cảm xúc, do tính chất công việc, hàng ngày nhìn thấy những thứ quá u ám, áp lực tâm lý rất lớn. Mẹ cô ngày xưa là y tá, cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng như vậy. Bà an ủi hacker, nói rằng cô có thể tâm sự với bà. Sau đó người mẹ mừng nói sinh nhật con sắp đến rồi. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động lạ, có người gõ cửa. Hacker vội vàng cúp điện thoại, cầm súng đi kiểm tra, không nghe ai lên tiếng ở bên ngoài, nhưng có một bóng người lờ mờ ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm vào cô. Hacker lập tức giơ súng đuổi theo, nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy điệu hổ ly sơn của đối phương. Có người đột nhập vào nhà. Khi cô vào lại nhà, người kia đã rời đi, nhưng trên bàn xuất hiện một bức thư. Thư gửi cho cô, còn có ghi chú là không được mở trước ngày 14 tháng 1. Chương 2. Tất cả mọi thứ của con, sao có thể thế được? Hacker lập tức mở ra, bên trong là một tấm thiếp sinh nhật, mặt sau viết bằng chữ mã hóa, chữ ký là long le. Khi chạm vào thư thì thấy mực vẫn chưa khô, có nghĩa là bóng người vừa rồi chính là long le. Nhưng điều khác biệt là, bên cạnh lời chúc mừng sinh nhật trong thiệp, còn có một câu viết bằng tiếng Anh khó hiểu đứng trên cát ở bãi biển. Bên dưới còn có phiên bản chữ mã hóa, đây chẳng phải là bảng mật mã so sánh sao? Hơn nữa, một câu ngắn ngủn lại bị ngắt thành 3 dòng. Hacker nhìn kỹ, khoanh tròn 3 số 6 theo đường chéo. Trong bộ phim Đứa con của Satan, 666 thường được dùng để chỉ quỷ Satan, những kẻ chống đối Cơ đốc giáo. Nó bắt nguồn từ cuốn Khải Huyền và câu tôi đứng trên cát ở bãi biển cũng được trích từ câu đầu ở chương 13 của cuốn Khải Huyền. Vì vậy, hacker vội vàng lấy kinh thánh ra và bắt đầu thử giải mã. Cuối cùng, cô nhận được một bài thơ ngắn như một lời nguyền, nói họ nghe sao cô có thứ này. Nó hiện hữu trong đầu cô ra sao? Khi hacker đang kinh hãi, thì Carter gọi điện đến, lại có thêm một gia đình trở thành nạn nhân của long le. Gia đình nạn nhân có một cô con gái sinh ngày 14. Hiện trường vẫn phát hiện ra mật thư, giờ đây hacker đã biết cách giải mã. Giải mã được mật thư ngay lập tức, nội dung rất ngắn gọn, mọi thứ đã quá muộn. Dù thấy Carter kinh ngạc, hacker vẫn không thú nhận chuyện nhận được mật mã từ long le vào tối qua. Vụ án kinh hoàng vẫn khiến hacker bàng hoàng. Cô run rẩy gọi điện cho mẹ, nói với bà dạo này mình rất bận, ước chừng phải một thời gian nữa mới về được. Nhưng mẹ cô vẫn mong 2 tuần nữa cô về nhà đón sinh nhật, còn dặn cô đừng quên cầu nguyện mỗi ngày. Đêm đó, hacker tăng ca, cật lực nghiên cứu thông tin ẩn giấu trong manh mối. Cô sắp xếp các gia đình nạn nhân theo thứ tự, khoanh tròn ngày họ bị sát hại, nối các điểm lại,
thì được một hình tam giác ngược, kết hợp với ký tự 666 trước đó. Đây chính là hình vẽ liên quan đến giáo phái Sa Tăng. Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động lớn, bóng dáng tên ác quỷ dừng dây lại lóe lên rồi biến mất, dường như muốn nói với mọi người rằng ác quỷ thật sự tồn tại. Hôm nay cô đã tổng hợp những manh mối tìm được tối qua, đưa cho Carter xem. Ngoài việc nối các ngày cho thấy vụ án có liên quan đến giáo phái, còn một điểm đáng chú ý nữa, chính là hacker đã dịch tất cả những bức thư mà Long Le để lại. Phát hiện bên trong thường xuyên nhắc đến một câu, khoảng thời gian vui vẻ chúng ta ở trang trại Camela, mà trang trại Camela này lại liên quan đến một vụ án nổi tiếng khác ở địa phương họ. Năm đó, chủ trang trại bỗng nhiên phát điên, giết chết vị mục sư thường đến thăm và vợ mình, sau đó tự sát. Như vậy xem ra vụ án trang trại Camela và vụ án Long Le thật ra rất giống nhau, nhưng vì lúc đó An, con gái chủ trang trại đang đi học nên may mắn thoát nạn, cho nên cảnh sát không hề liên tưởng hai vụ án này với nhau. Bây giờ xem ra An cũng có sinh nhật vào ngày 14, nói cách khác, có thể phá án rồi. An là người sống sót duy nhất, có lẽ sẽ trở thành chìa khóa đột phá cho vụ án này. Carter xem sơ đồ nối các ngày tháng, phát hiện tính cả ngày xảy ra vụ án ở trang trại Camela, có thêm một ngày 13 nữa là có thể nối thành hình tam giác hoàn chỉnh. Nói cách khác, Long Le rất có thể sẽ ra tay vào ngày 13 tới, mà chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày 13 rồi, không thể chậm trễ nữa. Hai người lập tức đến hiện trường vụ án trang trại Camela năm đó tìm kiếm manh mối. Theo dấu vết của những ký hiệu chữ X, họ tìm thấy một cái hộp dưới sàn tầng 2 của kho thóc, bên trong cất giấu một con búp bê cũ kỹ, trên đó vẽ hình tam giác ngược, chứng tỏ vật này có liên quan đến vụ án Long Le. Hai người mang con búp bê về đưa cho pháp y giải phẫu. Con búp bê được làm thủ công, mà người làm ra nó chính là Long Le. Trong hộp sọ búp bê có một quả cầu sắt rỗng, khi đưa thiết bị lại gần nó sẽ nghe thấy âm thanh sắc nhọn giống như lời thì thầm. Nó chui thẳng vào đầu hacker, nhưng khi hacker tỉnh táo lại, pháp y còn nói thêm rằng tối qua khi ông ấy tự tay tháo búp bê cũng nghe thấy tiếng thì thầm bên trong quả cầu nhỏ, nó gọi tên vợ cũ của ông ấy, ngoài ra không còn gì khác. Thế là hai người lại lên đường, chuẩn bị đi thăm An may mắn còn sống. Cùng lúc đó, người đàn ông nhợt nhạt kia lại xuất hiện. Hắn ta đi vào một siêu thị, con gái của chủ quán đang trông cửa hàng. Gã đàn ông kỳ lạ lại giở trò cũ. Cô gái không muốn trả lời, gã đàn ông bèn đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô bé sinh nhật vào ngày nào. Từ đó có thể thấy người này chính là Long Le. Có vẻ như hắn ta cũng đang tìm kiếm mục tiêu cuối cùng, nhưng cô bé trước mắt không trả lời, giả vờ gọi bố đến, dọa hắn sợ hãi rời đi. Bên kia, nhóm hacker đã đến bệnh viện tâm thần nơi An đang ở. Từ sau khi vụ án xảy ra, cô bé mắc chứng căng thẳng, cả ngày không nói một lời, chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế. Nhưng ngày hôm qua có một người đã đến thăm cô bé, tinh thần cô bé hồi phục ngay lập tức. Hai người vội vàng hỏi thân phận người đến thăm, nhưng không ngờ cái tên được ghi trong danh sách lại là hacker. Nhưng viện trưởng cũng thừa nhận họ chỉ ghi chép chứ không kiểm tra giấy tờ tùy thân. Chẳng lẽ có người đã mạo danh hacker để đến thăm sao? Sau đó, hacker một mình vào phòng thăm An. An vừa nhìn thấy cô liền nói, trước đây từng có một người rất giống hacker đến nhà cô bé. Sau đó nhớ lại sau khi xảy ra vụ án, cô bé như chìm trong một giấc mộng dài, như thể bị nhốt ở biên giới địa ngục vậy. Dưới sự dẫn dắt của hacker, cô bé bắt đầu nhớ lại hành vi kỳ lạ của cha mẹ mình lúc đó. An nói rằng mẹ cô bé bị băng huyết khi sinh ra cô bé, hình như bà ấy luôn oán hận cô bé. Còn búp bê kia cũng được mặc quần áo giống hệt cô bé và để trong nhà. Mấy ngày trước khi vụ án xảy ra, mẹ cô bé bỗng nhiên cầm dao đâm vào bụng con búp bê một cách điên loạn. Có nghĩa là tuy rằng người ra tay là người cha, nhưng thực ra cả cha và mẹ đều không được bình thường. Hacker tiếp tục hỏi về người đến thăm hôm qua. An lập tức thao thao bất tuyệt, nói rằng cô bé đang đợi người đó đến đón mình để đi phục vụ quý ngài dưới lầu, thậm chí còn bày tỏ sẵn sàng nghe theo mọi sự sắp xếp của người đó. Hacker nghe mà chết lặng. Lúc này An dường như vô cùng gần với những người cha hung ác bị xúi giục kia. Hacker vẫn muốn cô bé nói thêm về con búp bê kia, nhưng An lại nói mình không nhớ nữa. Câu nói này dường như ẩn ý điều gì đó. Cảnh sát phán đoán người đến thăm ngày hôm qua chính là Long Le. Nói cách khác, hắn đã đến thăm người sống sót duy nhất trong số những người hắn khống chế, khiến An từ trạng thái ốm yếu thành con búp bê bị tẩy não. Nhưng hacker lại cho rằng thời gian An tỉnh lại thực ra trùng với lúc họ đào được con búp bê. Trong một số loại phù thuật không phải cũng có loại dùng búp bê để điều khiển người khác sao? Carter cho rằng chuyện này quá hoang đường. Hơn nữa còn có một thắc mắc, đó là tại sao Long Le lại biết tên hacker? Carter điều tra thì phát hiện sinh nhật của hacker cũng là ngày 14. Hơn nữa rất nhiều năm trước, vào ngày trước sinh nhật của hacker, mẹ cô đã từng gọi báo cảnh sát, nó có người đột nhập vào nhà. Đến đây Carter cũng suy luận ra hacker từng gặp Long Le khi còn nhỏ, chính là những gì chúng ta thấy lúc đầu phim. Hơn nữa đến đây các manh mối trước đó cũng được kết nối lại với nhau. Trước đó họ phân tích Long Le còn thiếu một mục tiêu ngày 13, mà ngày mẹ hacker báo cảnh sát chính là ngày 13. Hơn nữa câu nói trong thiệp Long Le tặng hacker lại được trích từ câu đầu tiên ở chương 13 của sách Khải Huyền. 13 cộng 1 chính là sinh nhật ngày 14, ngày sinh của mục tiêu. Chẳng lẽ tất cả đều ám chỉ lúc đó hacker chính là mục tiêu của Long Le? Có thể vì lý do nào đó mà hắn ta bị ngăn cản giữa chừng. Cảnh sát trưởng bảo hacker về nhà tìm mẹ, hỏi rõ ràng chuyện năm đó. Hacker bất đắc dĩ đồng ý, nhưng thực ra cô đã lâu rồi không về nhà, dường như cô đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng mới quay trở lại căn nhà thời thơ ấu. Mẹ cô không hề ngạc nhiên, câu đầu tiên khi gặp lại là con có kiên trì cầu nguyện không. Hacker nói cô chưa bao giờ cầu nguyện, vì điều đó sẽ khiến cô sợ hãi hơn. Sắc mặt mẹ cô u ám đi trong giây lát, sau đó bà đột nhiên cười lớn. Hacker thử hỏi về tình hình lúc đó, nhưng mẹ cô nhất quyết không nói.
chỉ nói rằng vấn đề đó thì một cô bé như cô không cần biết đến. Lời nói của mẹ cô rõ ràng có ẩn ý, thế là Harker đi lấy đồ đạc thời thơ ấu, quyết định tự mình tìm hiểu. Rồi cô nhìn thấy bức ảnh của Long Le trong một sấp ảnh chụp lấy ngay. Ký ức bị lãng quên ùa về trong tâm trí. Bức ảnh này là do chính cô chụp sau khi Long Le bắt chuyện với cô năm đó. Mẹ cô nhanh chóng phát hiện ra có kẻ kỳ quái đột nhập, bà bảo vệ con gái, bước lên chất vấn. Nhưng Long Le điên cuồng dường như không muốn từ bỏ hành động. Harker không nhớ những chuyện sau đó, nhưng dù sao cũng có ảnh rồi. Long Le nhanh chóng bị bắt. Sau khi bị bắt, hắn ta một mực đòi gặp Harker, còn nói mình quen Harker qua bạn của bạn của bạn hắn. Nói xong hắn ta thay mặt người bạn này, hát cho Harker nghe bài hát chúc mừng sinh nhật dài 24 phút. Trước mắt không hỏi được gì từ hắn ta, chữ viết của hắn ta trùng khớp với những bức thư của Long Le trước đó. Trong đống đồ đạc của hắn ta đầy rẫy những thứ sùng bái quỷ sa tăng. Có thể khẳng định người này chính là Long Le, nhưng điều đáng lo là vẫn không thể kết tội hắn ta đã giết người. Harker vắt óc suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra chữ ký của Long Le luôn dùng số nhiều, dường như đang ám chỉ mọi người hắn ta không chỉ có một mình, nhất định có một kẻ đồng phạm đang giúp hắn ta, và người này là người có thể khiến cho tất cả các gia đình nạn nhân yên tâm mời vào nhà. Carter đã lơ là cảnh giác, ông cho rằng đã bắt được người rồi, chỉ cần xử lý ổn thỏa vẫn có thể nhốt hắn ta cả đời. Nhưng Harker biết rõ hình tam giác còn thiếu một mục tiêu, mà hôm nay chính là ngày 13, nếu không tìm được kẻ đồng phạm ngay lập tức sẽ còn người khác trở thành nạn nhân. Thế là cô đến gặp Long Le. Vừa nhìn thấy cô, Long Le tự khai, ngày cô nhậm chức, chúng tôi đều cười to, có điều mỗi tôi cười, cô ta không cười. Harker nhanh chóng nắm bắt được người mà Long Le nói, rất có thể chính là đồng phạm của hắn ta. Thế là cô lập tức truy hỏi danh tính người này. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Long Le khiến người ta phải suy nghĩ. Có thể nói đồng phạm kiểu này, hắn đã có người thứ 7 rồi, và hắn cũng đề cập đến việc phục vụ quý ngài ở dưới lầu. Harker tiếp tục tra hỏi quý ngài dưới lầu là ai, nhưng hắn lại bảo cô hãy đi hỏi mẹ mình. Nói câu này xong, hắn như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhẹ nhàng nói một câu sa tăng muôn năm, sau đó điên cuồng đầu đập vào bàn cho đến khi xương đầu biến dạng, cuối cùng tử vong. Chương 3, sinh nhật các cô gái. Còn chưa định tội thì nghi phạm đã chết. Carter rất bất mãn với việc Harker tự ý hành động như vậy, mà ngay lúc cô thẩm vấn Long Le, viện tâm thần thông báo tin tức An đã tự sát. Carter cho rằng vậy An chính là nạn nhân số 13, mọi chuyện đã đặt dấu chấm hết rồi. Nhưng Harker cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Nữ đồng nghiệp thấy cô không ổn, lái xe đưa cô về nhà. Hai người về nhà mẹ Harker. Harker vẫn muốn hỏi mẹ rốt cuộc là có chuyện gì, nào ngờ khi cô xuống xe đi vào nhà, mẹ cô đi vòng đến cạnh xe đồng nghiệp Harker và bắn chết cô ấy. Harker nghe tiếng đuổi theo, cô thấy mẹ bê ra một con búp bê. Búp bê ở nhà An biến thành hình dạng của An, còn búp bê ở nhà Harker biến thành hình dạng của cô. Biết được Long Le đã chết, mẹ giơ súng lên, bà ta bắn nát đầu con búp bê trong một phát. Một làn khói đen bốc ra từ trong quả cầu sắt ở bên trong, sau đầu Harker dường như cũng được giải phóng thứ gì đó. Cô ngất xỉu tại chỗ, hóa ra suy luận của bọn họ không sai. Harker năm đó quả thực là mục tiêu của Long Le, mà trong những lời nói cuối cùng của Long Le, kỳ thực đều có ám chỉ. Long Le vốn là một nghệ nhân búp bê, năm Harker 9 tuổi. Hắn ta mang theo một con búp bê tìm đến cửa. Harker nhận món quà, nhưng không biết rằng Long Le là tín đồ của Satan. Trong quả cầu sắt trong đầu con búp bê giấu giếm sức mạnh tà ác của quỷ dữ. Hắn ta muốn chiếm đoạt linh hồn của Harker khi ấy. Người mẹ vì để bảo vệ con gái, bất đắc dĩ trở thành đồng lõa của Long Le. Sau đó mỗi khi Long Le làm xong búp bê, bà ta sẽ mặc đồ nữ tu và gõ cửa gia đình mục tiêu, và nói rằng búp bê là quà tặng miễn phí của nhà thờ. Vì vậy mẹ mới nói đó là vì Harker được phép lớn lên. Nhiều năm qua vẫn luôn dặn dò Harker phải cầu nguyện để cầu xin che chở. Còn người mà An nói từng đến nhà cô bé và rất giống Harker, chắc hẳn chính là mẹ cô năm đó. Sức mạnh trong quả cầu sắt có thể điều khiển lòng người, khiến người lớn trong gia đình nạn nhân dần dần phát điên và gây ra thảm án. Mỗi lần vậy mẹ Harker đều tận mắt chứng kiến, tinh thần cũng ngày càng tồi tệ. Còn Harker mất đi đoạn ký ức này do ảnh hưởng từ quả cầu sắt, cho nên An mới nói Harker cũng không nhớ rõ. Nơi làm búp bê tà ác của Long Le chính là ở dưới nhà cô, cho nên quý ông dưới lầu chính là chỉ con quỷ cung cấp sức mạnh cho búp bê. Lúc này trong căn nhà đột nhiên có điện thoại gọi đến. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói âm chậm chậm rãi nói rằng: hôm nay là sinh nhật con gái của Carter. Sinh nhật của cô bé cũng là ngày 14. Harker nhận thấy không ổn, vội vàng chạy đến nhà Carter. Đáng tiếc đã muộn, mẹ cô đã mang theo búp bê vào nhà ông. Harker vẫn cố gắng ngăn cản bi kịch, báo cho Carter biết mẹ cô chính là đồng lõa của Long Le. Tuy nhiên đối phương lại hét lớn ngắt lời cô, căn nhà đã bị búp bê điều khiển. Hai vợ chồng bình tĩnh nắm tay nhau đi vào bếp. Sau đó là một màn chém giết hỗn loạn. Sau nhiều năm bị thao túng, mẹ Harker đã bị đồng hóa. Như lời Long Le nói, sau khi trở thành đồng phạm, sớm muộn gì cũng sẽ quy phục thôi. Cảnh sát trưởng Carter phát điên giết chết vợ mình, cầm dao xông ra ngoài. Harker đành bắn hai phát súng để kết liễu ông ta. Mặt mẹ cô lập tức biến sắc, có vẻ như không cam lòng.
Bà ta cầm dao lao đến tấn công, Hacker hết cách đành phải nổ súng, giết chết mẹ mình. Trong nhà toàn là máu, thế nhưng con gái của Carter là Ruby vẫn bị con búp bê khống chế. Hacker muốn bắn vỡ con búp bê, thế nhưng khi bóp cò súng thì không có động tĩnh. Bình thường ổ quay của súng lục có 6 viên đạn, phải còn 3 viên chứ. Chẳng lẽ cuối cùng bọn họ vẫn không đấu lại quỷ dữ sao? Ruby sẽ không tránh được cái chết sao? Hacker có phải sẽ trở thành long le tiếp theo? Bộ phim đã để ngỏ tất cả. Bộ phim có chiến dịch quảng cáo rất thành công, bản thân câu chuyện không phức tạp, nhưng toàn bộ bầu không khí kinh dị kỳ quái được tạo dựng rất tốt. Loại hình kinh dị này là gu của tôi, rất nhiều chi tiết được sắp xếp logic, nhưng theo như lời quảng cáo là vô cùng đáng sợ thì chưa đạt đến mức đó. Mà tôi khó chịu một chuyện, đó là Carter khi tiếp nhận vụ án này chẳng lẽ không khi nào nghĩ đến con mình cũng sinh vào ngày 14 à? Câu chuyện này dạy chúng ta, những thứ miễn phí dâng đến tận cửa thì tốt nhất nên từ chối.